sau đó chúng ta cài đặt thời gian cho máy đánh nước lại cá. Trên này sẽ hiển thị số và nhấn công tắc để máy chạy. Còn đây máy sẽ tự động ngắt và đây là kết quả của máy đánh lại cá. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cho cá ra. Bây giờ chúng ta sẽ đánh 7 cá chiêu hồng. Trọng lượng ở đây là 5 kg. Chúng ta cho cá vào máy. Đối với cá chiêu hồng thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây và nhấn công tắc để cho máy chạy. Cá vẫn đang còn sống và hết sạch vảy nhớt từ hai bên và các kẽ vây, kể cả trên đầu cá rất là khó đánh, cũng đều đánh được sạch hết ha. Một mẻ cá sẽ đánh được từ 10 đến 15 kg nha các bạn. Hôm nay chúng ta test thì test 5 kg. Vẫn đang còn sống.